Ngày nay Đức Thế Tôn lấy cảnh giới của mình tán thán Pháp Tạng Tỳ Kheo, vì Pháp Tạng khi còn ở nhân địa chưa thành Phật. Ngài dùng lời này để tán thán, là tán thán đến cực điểm. Nhất thiết tự tại chính là tất cả đều vô ngại, cũng chính là tất cả đều viên thành, viên mãn thành tựu. Đối với những điều này, trong Đại Thừa Kinh Giáo có thể nói là chúng ta có hiểu, có nhận thức, chỉ là công phu chúng ta chưa đủ, chứ không phải không biết. Sau khi thật sự hiểu rõ thì tất cả đều buông bỏ. Đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tự tánh hoàn toàn hiển lộ, kiến tánh thành Phật. Trong đó khó nhất là buông bỏ khởi tâm động niệm, khó nhất. Đừng nôn nóng, nếu có thể làm được thì tức thân thành Phật, làm không được thì đến thế giới Cực Lạc. Nếu buông bỏ phân biệt chấp trước, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ được sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, vừa đến liền được thành Phật. Vì sao? Bởi sẽ được 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì, nên lập tức được minh tâm kiến tánh. Vì ta đã đến sát cảnh giới minh tâm kiến tánh, nên Ngài vừa gia trì ta liền được kiến tánh. Chưa đạt được nhất tâm, nhưng Phật quang vừa chiếu liền được nhất tâm bất loạn. Công phu thành kiến thì được sự nhất tâm bất loạn. Khi sự nhất tâm bất loạn thì lý lập tức cũng được nhất tâm bất loạn. Phật quang vừa chiếu đến khiến công phu chúng ta cao hơn gấp bội. Từ đó cho thấy công phu tu tập chúng ta hiện nay là đang buông bỏ. Công phu không phải mỗi ngày niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, đọc bao nhiêu bộ kinh, lạy Phật bao nhiêu lạy, không phải như vậy. Công phu ở chỗ buông xả. Sau khi buông xả là ta dùng chân tâm, tâm chân thành, tâm niệm Phật. Lúc đó câu Phật hiệu sẽ rất hữu hiệu. Một câu Phật hiệu là liên kết được với Phật. Người không buông bỏ thì dù niệm như thế nào cũng không liên kết được. Giống như đường dây điện thoại bị gián đoạn, không cách nào kết nối được. Ngài Ấn Quang nói, một phần thành kính chính là một phần kết nối thông suốt. 10 phần thành kính đó chính là kết nối viên mãn. Buông bỏ thì tâm chân thành mới hiện tiền. Không buông bỏ, tâm chân thành không thể hiện tiền. Chúng ta phải biết được đạo lý này, phải đem nó vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Công phu của chúng ta sẽ thêm sức mạnh. Thiên tai như thế nào cũng không quan tâm, đối với ta không sao cả. Quý vị nói xem, tự tại biết bao.